Chuyện đồ đệ của ta đều là đại phản phái, tập 249, các bạn xem video hãy giúp sâu một like, chia sẻ và comment nhé, cũng đừng quên nhấn chuông theo dõi kênh với nhé. Lập tức bát pháp vận thông pháp thân được thông suốt cơ thể, Lục Châu nhắm mắt cảm nhận những biến hóa mà trải nghiệm bát pháp vận thông mang tới. Bất kỳ một tu hành giả nào, thời điểm ngưng tụ pháp thân, đều là một lần cô động thân thể, từ nhục thân tới ý chí, đều sẽ thoát thai hoàn cốt. Pháp thân cùng tiến cùng lui với cơ thể của tu hành giả, lúc này cơ thể của Lục Châu cũng trở nên trẻ trung hơn rất nhiều, tóc đã không còn bạc trắng như trước dâu cũng biến mất dường như biến trở về thời trai trẻ bẻ gãy sừng châu bát pháp vận thông cái gì là bát pháp chính là trải qua các cung bậc rèn luyện hàn nhiệt hư thực nội ngoại âm dương cùng rèn luyện cùng thuế biến một khi chuyển hóa cô động pháp thân thì cơ thể sẽ được rèn luyện cứng cỏi đến lúc đó tu hành giả sẽ ngày càng đề cao được sự chống chịu với nóng lạnh hư thực trong ngoài âm dương cùng tới tính nhẫn nại cứng cỏi nói cách khác tu hành giả sẽ ngày càng trở nên khỏe mạnh hơn càng khó sinh bệnh tật lại càng dễ dàng ở bên trong hoàn cảnh khắc nghiệt mà có thể sinh tồn được bên trong cái quá trình ngưng tụ này một khi có một khâu nào đó không chịu nổi thì sẽ mang ý nghĩa ngưng tụ thất bại thất khiếu sẽ chảy máu rất có khả năng đi đắp chiếu hoặc tu vi mất hết cái hình ảnh trẻ trung chỉ là ở trong tâm hồn bên ngoài của hắn vẫn là một lão đầu râu tóc bạc trắng đang nằm vắt lưỡi ngủ quên với bong bóng mũi lục châu hắn tất nhiên là không có cái vấn đề giống với những tu hành giả khác rồi bởi vì hắn sử dụng hệ thống cái phương thức tu hành đặc thù này đã chú định để hắn cùng với người khác bất đồng cùng lúc đó ở bên trong hoàng cung của thần đô đại viêm bên trong một cái cung điện gọi là Mỗ điện nơi ở của thái tử điện hạ và vương phi một vị hồng y nữ tử thân thể mặc hoa lệ đang để trần nửa phần trên để ngắm mình trong gương tóc dài chấm đất eo thon rong dòng, dòng cao một lúc sau cô nàng đã chán ngắm mình trong gương khẽ háng giọng ho khan một câu lập tức bên ngoài bình phong xuất hiện một con hàng lấp lóe người này toàn thân mặc áo đen trên mặt mang mặt nạ cổ quái là một nam tử chắp tay sau lưng con hàng này xuất hiện liền lên tiếng bất đắc dĩ mạc ly sư đệ ngươi có thể là tạo cho ta một cái vấn đề nan giải đó vậy là đã chứng thực thân phận lẻo cái của mạc ly rồi nhé là sư muội mạc ly nhoẻn miệng cười bên trong giọng nói lạnh lùng hắn quay đầu liếc nhìn trang điểm mặt hoa ra phấn nhưng mà ngực thì ngay cả hai con ốc vít cũng không thấy hoàn toàn là một nam tử chính cống con hàng mặt nạ kia cũng không có biểu lộ gì mặt nạ đã che đi toàn bộ cảm xúc của hắn nhìn về phía cảnh sắc bên ngoài phòng bất đắc dĩ nói chẳng lẽ là vị nhị hoàng tử điện hạ lại có cái đam mê này sao ý nghĩa không rõ ràng nhưng có thể hiểu là đam mê đấu kiếm cúc hoa với mạc ly Mạc Ly nghe xong cũng trầm mặc, một lúc sau, hắn mới nhìn mình bên trong gương, khẽ mở miệng, chỉ cần có thể đạt được mục đích, hy sinh cái gì, ta cũng có thể nguyện ý. Mặt nạ nam tử cũng rất hiểu tính cách của vị sư muội này, thở dài than thở, đại viêm hoàng thất, nhưng cũng không có đơn giản như ngươi nghĩ đâu, tứ hoàng tử đã trở về, hắn lại có thêm nhiều ra một cái đối thủ cạnh tranh, hắn chính là nhị hoàng tử, Mạc Ly tất nhiên là hiểu, cho nên ta mới nghĩ mời sư huynh xuống núi giúp đỡ ta. Nghe vậy, nam tử kia cũng không muốn dây dưa chuyện đó, đề cập vào chuyện chính, ta đã cùng với lão đầu ma thiên các kia giao phong thiên dư thú đã bị trọng thương chỉ sợ trong thời gian ngắn cũng vô pháp tái chiến với hắn điều này chứng tỏ người đặt bẫy và sử dụng vu thuật ở liên hoa đài chính là vị sư huynh của mạc ly đồng thời hắn không có ra mặt mà sử dụng thiên dư thú dị loại tạo ra hư ảnh nhắc tới cái việc này vẻ mặt ung dung của mạc ly cũng thở dài không nghĩ tới lão mà đầu đó lại có được thủ đoạn như thế bất quá ta vẫn y nguyên tin tưởng vào sư huynh sư huynh chính là thiên tài vu thuật đệ nhất trong 300 năm qua của lâu lan lại còn đang ở trong thời kỳ tráng niên mạc ly đứng lên nhìn về phía sư huynh của hắn trái lại cái lão ma đầu kia toàn bộ tu hành giới của đại viêm đều đang chờ đợi đại nạn thọ mệnh của hắn chỉ cần hắn đi đáp chiếu liền không còn ai có thể cản trở được kế hoạch của ta tên nam tử mặt nạ kia vẫn im lặng không có nói gì mạc ly tiếp tục múa mỏ đến bây giờ thương thế của ta còn chưa có khôi phục hết thảy làm phiền sư huynh vậy lúc này một vị cung nữ đi đến bên ngoài cửa lên tiếng nương nương nhị điện hạ cho mời lập tức mạc ly đáp lời biết rồi cung nữ tiếp tục nói nhị điện hạ có nói hắn muốn nhìn một chút tu hành giới thiên tài bên trong miệng nương nương nói là người thế nào ý là muốn xem hàng sư huynh của lèo cái mạc ly mặc đồ và lớn tiếng cười nói với nam tử đeo mặt nạ ha 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 sư huynh ta đã nói qua rồi mà tại cái đại viêm này ngươi nhất định sẽ có địa phương để thi triển quyền cước tên nam tử mặt nạ không biết bên dưới cảm giác như thế nào ánh mắt âm trầm yên tĩnh đi theo mạc ly tới gặp đối tác đấu kiếm của hắn thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng hai ngày sau ở ma thiên cát bên trong đông cát một cỗ năng lượng kỳ lạ biến hóa nhẹ nhàng tỏa ra bên ngoài. Trương Nguyệt, Tiểu Diên Nhi, đoan mục sinh ở bên ngoài lập tức cảm nhận được những biến hóa năng lượng lập tức chạy tới bên ngoài đông các chuyện gì xảy ra vậy nhìn cái cục băng động óng ánh in rõ hình kiến trúc đông các trên trời chiêu nguyệt khó hiểu thỉnh thoảng lạnh như băng thỉnh thoảng lại phát ra sức nóng nồng đậm đoan mục sinh cau mày phán đoán cái năng lượng ba động như thế này hẳn là có người đang ngưng tụ pháp thân bát pháp vận thông từng trải qua nên đối với dao động này hắn khá quen thuộc nhưng không hiểu vì lý do gì tiểu diên nhi đột nhiên dựng ngón tay lên môi khẽ lên tiếng nhắc nhở xịt làm cho hai khứ kia méo hiểu gì vẻ mặt tiểu diên nhi trở nên nguy hiểm ra triều hiểu biết giải thích tứ sư huynh có nói bất kể bên cạnh sư phụ có xảy ra cái chuyện quần què gì hay cái dị tượng khó hiểu gì cũng đều phải coi như không nghe không nhìn thấy giả câm giả điếc nghe điều này chiêu nguyệt lập tức thay đổi sắc mặt gật đầu đồng ý có đạo lý vậy thì chúng ta coi như điếc như mù đi đột nhiên một tiếng ong ong vang lên cực lớn một cỗ năng lượng dao động hoàng kim cực lớn cũng phát tiết ra bên ngoài không bao lâu hoa vô đạo cũng chạy tới chỗ này hóng hớt cùng với mọi người với kiến thức sống dai như đỉa của mình tự nhiên con hàng này minh bạch cái năng lượng ba động này có ý nghĩa gì bát pháp vận thông sao hoa vô đạo nhướng lông mày lên nhìn ba động nguyên khí cùng với năng lượng đang dâng trào trên đỉnh đông Các, cảm thấy vô cùng kinh ngạc cái này là hắn đang muốn nói rồi lại thôi thấy thế chiêu nguyệt lên tiếng thắc mắc hoa trưởng lão nhìn ra được cái gì sao dù sao thì mấy con hàng đồ đệ này cũng không nhìn ra rốt cuộc là đang có chuyện gì đang xảy ra đối với bọn hắn mà nói chỉ cần biết sư phụ lão nhân gia ông ấy từ trước đến nay làm chuyện gì cũng đều không hợp với lẽ thông thường là được hoa vô đạo nhìn đám này khẽ gật đầu tu vi của các ngươi còn chưa có đủ hãy nhìn cho kỹ hắn chỉ về những nguyên khí cùng với những cương khí đang không ngừng phát tiết ra trên đỉnh đông các nhẹ giọng giải thích bát pháp vận thông kỳ thực là đối với thân thể cùng ý chí rèn luyện thành công cô động pháp thân bát pháp vận thông thì tu hành giả sẽ có tu vi tăng lên một mảng lớn vẻ mặt quy lão trở nên nghiêm túc nhưng các ngươi hãy suy nghĩ kỹ một chút các chủ sớm đã là cảnh giới viên mãn của nguyên thần kiếp cảnh bát diệp đỉnh phong không cần phải cô động cái pháp thân cấp thấp giống như bát pháp vận thông này làm gì chứ nghe được sự giải thích chí lý của lão quy chiêu nguyệt tiểu diên nhi và đoan mục sinh ánh mắt tỏa sáng ngưỡng mộ nhìn về phía hoa vô đạo cùng với biểu cảm khiêm tốn muốn thỉnh giáo vì cái gì chứ điều này làm lão quy sung sướng hớn hở hãnh diện lắm đã tốt còn muốn tốt hơn hoa vô đạo nói một câu chậm rãi đầy ý vị thâm trường cũng rất khó hiểu đầy đạo lý trong đó đồng cấp tu hành giả nếu như bỏ qua vũ khí cùng với đồ trang bị phòng ngự các ngươi cho rằng quyết định cao thấp sẽ là cái gì đoan mục sinh nghe hỏi thì có chút hồ nghi lên tiếng là vận khí sao điều này làm cho hoa vô đạo cũng cạn lời với con hàng này thiên phú tu luyện cũng khá cao nhưng đầu óc thì đúng là không có dùng được chiêu nguyệt cùng với tiểu diên nhi đồng thời cũng nhìn về phía tam sư huynh đoan mục sinh của các nàng khẽ gật đầu biểu lộ sự đồng ý với con hàng này ba khứa này đúng là không hề thích dùng đầu óc để nói chuyện hoa vô đạo cũng thôi không phải thử thách mấy con hàng này nữa bất lực khoanh tay ho vài tiếng lấy khí thế giải thích là kỹ xảo cùng với kinh nghiệm giang hồ hắn chậm rãi giải, giải thích các ngươi hãy nhìn những nguyên khí ba động bên trên đông các đi nóng lạnh luân chuyển âm dương điều hòa mọi thứ đều vô cùng ổn định có trình tự đối với tu hành giả có thiên phú cùng với tư chất trên lệch tại thời điểm ngưng tụ pháp thân cũng khó tránh khỏi xuất hiện nguyên khí hỗn loạn ba động kịch liệt bên trong cái quá trình ngưng tụ này chỉ cần một chút không cẩn thận sự ngưng tụ sẽ thất bại đa số bát pháp vận thông đều có thể trong ba lần ngưng tụ đều sẽ thành công mỹ mãn ý là có ba lần cơ hội mà thôi lần thứ nhất ngưng tụ thành công chính là thuộc về tư chất thiên tài lần thứ hai ngưng tụ thành công thì chính là thượng đẳng còn lần thứ ba ngưng tụ thành công chỉ có thể nói là còn tốt một chút mà thôi không cần nói cũng được. Hắn vừa dứt lời, thì bát đạo năng lượng bên trên Đông Các đã hội tụ thành công, xoay tròn có quy luật, thuận thế khép lại, âm một tiếng vang vọng cả Ma Thiên Các. Con hàng Đoan Mục Sinh nhìn về hướng Đông Các vẻ mặt ngây ngốc, Hoa trưởng lão nói những cái lời này, ta mới thật sự là hiểu ra. Lúc trước thời điểm ta mới học được Thiên Nhất Quyết, cảm thấy vô cùng gian nan, đến nay nếu lại đi tu luyện Thiên Nhất Quyết sơ quyển, đích thật là vô cùng nhẹ nhõm dễ dàng, tại phương diện sử dụng kỹ xảo cùng với kinh nghiệm, cũng so với trước đây có bước tiến dài. Hoa vô đạo khẽ híp mắt, khoanh tay trầm tư, giọng trầm thấp đúng là như thế trương nguyệt nghe xong cũng hiểu rõ lập tức ôm quyền cảm tạ thụ giao đối với lão quy dưới khí tức nguyên khí ngày càng ôn hòa xuống bốn phía đông các cũng trở nên bình tĩnh đột nhiên một giọng nói vang lên hoa trưởng lao giải thích phi thường đúng đắn con hàng minh thế nhân từ bên ngoài đi vào thân hình phiêu phủ bất định hiển nhiên là vừa mới đi giải quyết xong đi về nhẹ nhõm cái thằng người trương nguyệt cùng với tiểu diên nhi lập tức chào hỏi con hàng này tứ sư huynh minh thế nhân khẽ gật đầu sau đó lên tiếng bổ sung thêm ta còn nhớ rõ lúc trước sư phụ ở bên trong mật thất của ma thiên các tu hành lúc đó ta không cẩn thận quấy rầy sư phụ nói ra thì hoa trưởng lão ngươi sẽ có chút không tin ta ngay cả một cái chiêu mở bát mạch kia của sư phụ cũng đỡ không có nổi đó nếu không phải sư phụ hạ thủ lưu tình ta khả năng đã bị trọng thương rồi con hàng lão tứ thân thở cùng với tim đập chân run khi nhớ lại cảnh khủng bố lúc đó hoa vô đạo lập tức gật đầu đồng ý cái này đây mới chính thật sự là cường giả bốn khứa đệ tử cùng với hoa vô đạo ánh mắt sùng bái nhìn về hướng đông các bao gồm cả hai tiểu đệ lợn hồng cùng với chim đưa thư của tiểu Diên Nhi cũng hóng hớt ở chỗ này. Hết tập 249, chân thành cảm ơn các bạn đã xem video của sâu nhé. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của sâu.